Xin chào các bạn đã đến với kênh Kiến thức tử vi về tướng số của chúng tôi để cùng chiêm nghiệm và giải mã những lá số của mình cũng như là của người khác. Nếu các bạn thấy hay, hãy like hoặc chia sẻ cùng bạn bè hoặc có thể đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất và nóng nhất của kênh chúng tôi. Và hôm nay thì Kiến thức tử vi chúng tôi sẽ đem đến cho các bạn những video mới nhất và nóng nhất với nội dung là tài lộc của những con giáp trong tháng 1 2020. Và sau đây xin mời các bạn hãy chú ý theo dõi và lắng nghe. Chúc các bạn xem video vui vẻ và những giây phút thư giãn nhất. Tử vi trong tháng 1 của năm 2020 thì có 6 con giáp may mắn trên con đường tài lộc. Theo tử vi trong tháng 1 của năm 2020 của 12 con giáp theo lịch dương thì trong tháng này tuổi Mão, tuổi Thìn, tuổi Ngọ, tuổi Thân, tuổi Dậu, tuổi Tuất là những con giáp may mắn phát tài và có những cơ hội gia tăng về tài chính. Một là tử vi trong tháng 1 của năm 2020 về dương lịch của người tuổi Mão. Theo tử vi trong tháng 1 năm 2020, dương lịch chính là tháng phát tài của người tuổi Mão. Có thể nói trong thời điểm này, trong năm thì bản mệnh cực kỳ may mắn, dường như động vào đâu cũng có thể sinh ra tiền bạc. Hoạnh tài thăng tiến, nguồn thu nhập có nhiều khởi sắc một cách bất ngờ. So với tháng 11 và tháng 12 dương lịch trong năm 2019, có vẻ tháng 1 năm 2020 về dương lịch này còn mang lại nhiều tài lộc hơn nữa cho những chú mèo của chúng ta. Về việc kinh doanh buôn bán thì cực kỳ suôn sẻ, bán gì cũng được, hưởng lợi nhuận cao nhất dù có vất vả hơn những ngày bình thường. Có khi đến cận Tết Nguyên đán cũng chẳng được nghỉ ngơi và lo toan việc nhà, nhưng chắc chắn tài lộc thu về chẳng hề ít ỏi gì. Về thành quả này khiến cho bản mệnh phần nào cũng nguôi ngoai được nỗi lòng và tiếp tục phấn đấu. Thứ hai là tử vi trong tháng 1 của năm 2020 về dương lịch cho người tuổi Thìn. Theo tử vi trong tháng 1 năm 2020 về dương lịch của người tuổi Thìn, về bản mệnh thì có tài vận khá lý tưởng trong tháng này. Đã bước vào thời điểm này thì tưởng chừng không có nhiều hy vọng về đường tài lộc, nhưng về bản mệnh lại có những khoản thu bất ngờ, có thể là tiền thưởng hoặc tiền vay mượn từ trước đó mà được trả lại. Cũng có thể là hợp đồng kinh doanh được ký kết rất thuận lợi, mang về nhiều lợi nhuận. Về bản mệnh, nên nhanh chóng nắm bắt những thời cơ để không cảm thấy hối hận sau này. Và có nhiều cơ hội ngay ở phía trước, nó đòi hỏi tuổi Thìn phải nhanh nhạy, nhìn xa trông rộng. Ngoài ra thì việc cần chi tiêu trong tháng cũng khá nhiều, nên phải có kế hoạch cụ thể để không tiêu xài một cách quá lãng phí. Thứ ba là tử vi trong tháng 1 năm 2020 về dương lịch của người tuổi Ngọ. Xem tử vi trong tháng 1 năm 2020 về dương lịch của người tuổi Ngọ thì những con giáp này trong tháng tài lộc khá sáng, về bản mệnh được thần tài chiếu mệnh, tài lộc chẳng lúc nào dứt. Và con giáp này gặp được nhiều điều may mắn, tài lộc chủ yếu đến từ những cơ hội một cách bất ngờ. Và điều này nó đòi hỏi về bản mệnh phải nhanh nhạy nắm bắt vận trình, đừng để mọi thứ trôi qua rồi mới nuối tiếc thì chẳng thể làm gì được hơn. Người làm kinh doanh sẽ có một tháng đầu năm 2020 rất bội thu, hàng hóa chỉ lo không có để bán chứ chẳng mấy khi tồn đọng. Về bản mệnh thì nhìn thấy trước được hướng đi của mình và nắm được xu thế phát triển cùng nhu cầu của thị trường, nên nhập hàng có định hướng, khiến cho bao người nhìn vào phải áo ức. Về tuổi Ngọ chẳng cần phải lo tiền sắm Tết Nguyên đán đâu, bởi vì bản mệnh thậm chí còn có nhiều cơ hội phát tài thành một đại gia nữa cơ. Tiền bạc dư dôi ngoài việc chi tiêu thì hãy tiết kiệm cho tương lai và đồng thời tính kế đầu tư kinh doanh để tài lộc càng ngày càng sinh sôi và nảy nở nhé. Từ tháng 1 năm 2020 về dương lịch cũng là một tháng 12 âm lịch hay tháng chạp năm Kỷ Hợi, là tháng của mật. Ai cũng lo lắng, chứ riêng gì tuổi Ngọ thì chỉ thấy tháng 1 2020 là tháng phát tài nhất mà thôi. Thứ 4 là theo tử vi tháng 1 năm 2020 về dương lịch của người tuổi Thân. Trong tháng 1 của năm 2020 về dương lịch này là một tháng gặt hái về tiền bạc về tay của người tuổi Thân rất nhiều.
và con giáp này kiếm tiền không ngơi tay, càng cận Tết Nguyên Đán lại càng bận rộn, nhất là những người làm ăn buôn bán. Về tuổi Thân, đón đầu được xu hướng đi đúng đường nên không cần phải lo lắng nhiều về vấn đề tài chính. Dù là số tiền mà bản mệnh bỏ ra đầu tư không ít nhưng cũng sẽ nhanh chóng thu về được gấp nhiều lần so với con số ban đầu. Về Tết Nguyên Đán 2020, nó hứa hẹn sẽ là một cái Tết ấm no cho những chú khỉ. Về tiền bạc dồi dào, người làm công ăn lương cũng rủng rỉnh tiền tiêu, nhờ các khoản tiền lương, tiền thưởng đều có xu hướng gia tăng một cách rõ rệt. Tuy nhiên, theo tử vi của người tuổi Thân trong năm 2020 cũng có nhắc rằng trong tháng này sẽ có nhiều việc phải chi tiêu nên cần phải cân nhắc để mua sắm những thứ thực sự cần thiết, tránh lãng phí những đồng tiền mồ hôi nước mắt của mình phải bỏ ra. Thứ năm là tử vi trong tháng 1 của năm 2020 về dương lịch của người tuổi Dậu. Trong tháng 1 2020 về dương lịch là một tháng phát tài của người tuổi Dậu. Về đầu năm mới 2020 thì tài lộc về nhiều vô kể, bản mệnh chỉ ngồi đếm tiền thôi cũng không sợ. Và theo tử vi hàng tháng của người tuổi Dậu cho thấy con giáp này sẽ có thêm nhiều nguồn thu phụ nên tiền bạc trong tay khá rủng rỉnh. Tuy phải mua sắm và chi tiêu nhiều hơn nhưng cũng không khiến cho bản mệnh phải lo lắng, và con giáp này sớm được có những kế hoạch rõ ràng cho từng việc nên không cần phải lo lắng quá nhiều. Và điềm báo theo tử vi cho thấy thì người tuổi Dậu nên sắp xếp lại và đòi lại những khoản nợ cũ trước đó. Với cát khí đang vượng thì khả năng sẽ thu được tiền về cũng sẽ cao hơn, không để chuyện nợ nần nó ảnh hưởng đến tài vận trong năm mới của con giáp. Thứ sáu là tử vi trong tháng 1 năm 2020 về dương lịch của người tuổi Tuất. Theo tử vi hàng tháng của 12 con giáp thì trong tháng 1 năm 2020 về dương lịch cũng chính là tháng phát tài của người tuổi Tuất. Con giáp này có được những thu nhập bùng nổ, tài lộc chất đầy nhà, không cần phải lo lắng về chuyện tiền bạc trong tháng này. Về bản mệnh, dù là người làm công ăn lương hay người làm theo nghiệp kinh doanh buôn bán thì đều có thể cũng đạt được những bước chuyển biến rõ rệt trên con đường sự nghiệp của mình. Song hành cùng điều đó chính là tin vui về đường tài lộc mà bản mệnh có tiền lương, tiền thưởng tăng cao và có thêm nhiều khoản thu nhập ở bên ngoài. Xem tử vi trong năm 2020 của người tuổi Tuất thì con giáp này rất khéo léo chi tiêu nên không vì thế mà tiêu xài hoang phí. Có được một bài học từ những lúc thiếu thốn và khó khăn thì tuổi Tuất biết cách cân đối chi tiêu để dành dụng cho một cái Tết cũng như một năm mới sung túc và đầy đủ. Đồng thời, những thành quả đạt được trong thời điểm này cũng là điểm mấu chốt, nó thúc đẩy cho khát vọng làm giàu từ chính hai bàn tay của con giáp này. Bản mệnh sau nhiều thất bại thì nhận được từ những tháng trước thì giờ đã tự tin hơn vào năng lực của mình, có thêm một động lực để phấn đấu trong thời gian tới. Về phần 2 là ba con giáp gặp nhiều may mắn, cuộc sống thăng hoa, kiếm tiền dễ dàng trong năm Canh Tý. Theo sách tử vi của năm 2020 có nói, nếu bạn thuộc ba con giáp may mắn tột đỉnh này thì gia chủ được thần tài và quý nhân luôn chiếu cố, vạn sự suôn sẻ, kiếm bội tiền trong đầu năm Canh Tý 2020. Chỉ cần bước sang năm Canh Tý thì ba con giáp may mắn này nghèo mấy cũng có những cơ hội đổi đời, phú quý ập vào nhà, tài vận cực kỳ thăng hoa. Thứ nhất là người tuổi Sửu, một con giáp hiền lành chăm chỉ, lại chịu thương chịu khó nên chịu được cấp trên cân nhắc, đồng nghiệp hết lòng giúp đỡ. Nhờ thế dù có lúc thăng trầm nhưng nhìn chung sự nghiệp của Sửu luôn suôn sẻ, thành công hơn người. Không những thế, con giáp này cực kỳ may mắn và có vô số những cơ hội thăng chức tăng lương để kiếm tiền cực đỉnh. Bước chân vào tử vi năm 2020 thì Sửu sẽ một bước đổi đời và thành công vang dội. Chẳng những nhà xe có đủ, tiền chất chật nhà mà con giáp giàu có này tha hồ rung đùi hốt bạc, cứ thế mà phất lên như diều gặp gió. Thứ hai là người tuổi Dần. Người tuổi Dần mạnh mẽ, bản lĩnh và cá tính hơn người thì con giáp này có tham vọng làm giàu và chí tiến thủ và không sợ đối mặt với khốn khó, cơ cực. Thế nên họ thừa khả năng để tự làm đại gia cho chính mình, ăn nên làm ra mà chẳng cần phải bám víu vào bất cứ ai.
Theo sách tử vi con giáp có nói, trong năm Canh Tý 2020 tới, dần sẽ như cá gặp nước, cá chép hóa rồng, làm gì cũng hái ra tiền, làm ăn rất thắng lợi, tài vận dồi dào, chính là phúc phần của con giáp giàu sang này xứng đáng được nhận. Thứ ba là người tuổi Thân, nhanh nhẹn, khôn ngoan, dám nghĩ, dám làm, nhưng con giáp này khá ương ngạnh, nên từ thuở đầu lập nghiệp, Thân gặp phải vô số những khó khăn và thậm chí còn rơi vào chuyện thất bại. Vậy nhưng chính về những tháng chật vật ấy đã cho Thân rất nhiều những kinh nghiệm vô giá, giúp họ từng vững vàng trên con đường công danh. Và trong năm 2020 tới, dù làm công ăn lương hay là một ông chủ, cũng sẽ tha hồ đón thần tài vào nhà, hỷ sự ập xuống đầu, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, muốn gì được nấy, sung túc đủ đầy, chính là may mắn trời cho con giáp này. Đừng tiếc like và comment khi xem video này.